Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn mọi người làm sao để có thể chuyển ảnh từ máy tính và điện thoại nhé. Đầu tiên thì mọi người có thể cài trước giúp mình hai cái phần mềm này. Mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Cái phần mềm này thì chắc là cũng có lẽ quá quen thuộc với anh em nào hay sử dụng chạy phần mềm iPhone rồi. Các bạn chỉ cần cài đặt thôi. Cứ nách nách thôi nhé. Ở đây thì máy của mình chưa cài driver cũng như là cài iTunes. Thì các bạn có thể cài, nếu mà các bạn muốn dùng iTunes để cập nhật phần mềm hay là sử dụng cái khác thì các bạn có thể cài. Còn nếu không các bạn chỉ cần ấn install driver nhá. Và đây thì mình sẽ cài luôn iTunes, bởi vì cái iTunes này nó cũng gần như là nó cài tất cả các driver của iPhone luôn. Nên là mình thường mình sẽ cài luôn. Các bạn cứ next thôi. Ở đây thì bỏ tích cái này đi giúp mình cũng được. Tiếp theo thì để cóp ảnh từ điện thoại và máy tính thì dĩ nhiên là các bạn sẽ chuẩn bị trước cho mình một cái cáp kết nối từ máy tính và điện thoại nhá. Chờ cái driver xong thì mình sẽ kết nối. Bởi vì hiện tại nếu mà chưa có driver ấy, thì các bạn kết nối nó sẽ không nhận đâu. Rồi, sau khi cài iTunes xong thì chúng ta bật điện thoại nhá và cắm cáp kết nối giúp mình. Các bạn ấn tin cậy này, sau các bạn nhập mật khẩu màn hình nhé. Ở đây thì nó sẽ hiển thị các thông số của điện thoại như là kiểu như là email này, màu máy này. Và nếu mà để cóp ảnh nhá thì chủ yếu là các bạn sử dụng vào cái phần file này giúp mình này. Ở đây thì mình cũng sẽ giới thiệu qua, cái này là phần các app cài trên điện thoại rồi. Photo này thì nó sẽ là phần photo chung. Ở đây thì mình muốn xuất ảnh ấy, thì mình sẽ sử dụng phần này. Phần này nó cũng import được ảnh từ máy tính và điện thoại. Nhưng mà import như thế ấy, nó sẽ rất dễ lỗi. Ví dụ như là những video dài ấy, mình crop thì thường nó hay bị lỗi. Thì mình sẽ phải sử dụng crop kiểu khác nhá. Ở đây nếu bạn chỉ muốn xuất ảnh từ điện thoại và máy tính thì các bạn vào luôn phần này này. Các bạn lấy ảnh ra thôi. Chọn những cái ảnh mà các bạn cần lấy vào xong các bạn export ra máy tính. Đấy là crop ảnh từ điện thoại ra máy tính nhá. Còn bây giờ mà mình muốn crop ngược lại ấy, thì các bạn ấn import vào đây. Các bạn có thể chọn cái file mà mình cần import vào. Nhưng mà khi mà import kiểu này video dài nó sẽ dễ bị lỗi. Đấy, thì các bạn sẽ làm như thế này giúp mình này. Các bạn vào phần file, các bạn vào phần DCIM. Đây là phần chứa tất cả các ảnh điện thoại của các bạn này. Ở đây các bạn cũng có thể xuất ảnh ra. Còn nếu mà mình import vào thì các bạn nghĩ đơn giản là mình chỉ cần import vào thôi là nó hiển thị đúng không? Nhưng không. Bây giờ mình sẽ thử import trước nhá. Mình sẽ thử import cái ảnh này. Đây, ví dụ như mình import cái ảnh này đi. Đấy, cái ảnh anime này. Cái ảnh anime này nó đã hiển thị ở trong phần này rồi đúng không? Thì các bạn vào máy các bạn kiểm tra này. Các bạn sẽ không thấy nó đâu. Đúng chưa? Thì các bạn sẽ phải làm một bước tiếp theo. Đấy chính là các bạn vào phần file lại nhá. Hoặc các bạn quay trở lại này. Các bạn vào phần photo data. Các bạn vào phần, các bạn xuống dưới các bạn xóa giúp mình cái dòng này đi. Xóa hoặc là đổi tên cũng được nhá. Và phần mic này, các bạn xóa cái này đi. Sau đó các bạn khởi động lại máy. Đó, chờ một lúc để máy khởi động lại này. Đây, các bạn mở máy điện thoại lên này. Các bạn vào phần ảnh. Các bạn chờ một lúc nhá. Nó sẽ load những cái ảnh của mình về. Đấy, các bạn thấy không? Cái ảnh mà mình vừa crop nó đã về rồi nhá. Thì một chú ý nữa, đấy là khi các bạn crop nhá. Các bạn crop một hẳn một file ảnh đi. Ví dụ như mình đang để một cái thư mục này là, ví dụ như mình đang để cái thư mục này là hình nền đúng không? Nếu mình crop cả cái thư mục hình nền này vào đây, sau khi các bạn cũng xóa đi, sau các bạn khởi động lại thì nó sẽ không hiển thị được đâu. Mà các bạn sẽ phải đổi tên theo đúng thư mục của nó. Ví dụ như này, ví dụ như là 100 Apple thì các bạn đến ảnh luôn. Thì cái file này hình nền các bạn cũng đến ảnh luôn đúng không? Thì các bạn đổi cái tên chữ hình nền này đi. Đổi tên cái chữ hình nền này đi. Các bạn ấn rename này. Các bạn gõ hoặc cóp cũng được. 101 Apple. Hoặc là các bạn vào đây các bạn cóp luôn cũng được. Còn đây là mình hướng dẫn các bạn cóp cả thư mục, kéo cả thư mục luôn nhá. Các bạn để là 101 Apple.
các bạn để là 101 Apple. Nếu mà muốn thư mục khác thì các bạn để là 102 Apple. Thì khi đó mình vào đây mình xóa lại. Và mình khởi động lại máy thì nó mới hiển thị nhá. Các bạn mở máy này. Mình lại vào phần ảnh mình kiểm tra tiếp. Đó, nó hiển thị hết các ảnh nền của mình về rồi đúng không? Này, đó. Ok, ngoài việc góp ảnh ra thì cái bao tool này nó cũng sẽ hỗ trợ mình rất nhiều thứ nhá. Ví dụ như là các bạn có thể xem video qua một cái app của nó, hoặc là các bạn có thể cắt nhạc chuông này. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách làm sao để mình cắt cái nhạc chuông bằng máy tính để import vào điện thoại nhá. Đầu tiên các bạn sẽ phải tải một cái bản nhạc mình cần đã. Ở đây thì mình sẽ tải bất kỳ một bản nhạc này. Ở đây mình tải luôn bài Alo này đi. Sau khi mình tải nhạc về thì nó là một bài từ đầu đến cuối. Thì vậy làm sao để mình có thể cắt được đúng như đoạn mình muốn? Thì các bạn import cái file này vào trước giúp mình nhá. Select file này, desktop này, copy photo, các bạn vào đây. Vừa rồi thì mình là import cả bài nhá, nó sẽ hát từ đầu luôn. Thì nếu mà bình thường nhạc chuông thì mình muốn đoạn điệp khúc chẳng hạn, thì các bạn ấn vào phần này giúp mình này, các bạn import lại cái file vừa rồi nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có điểm đầu và điểm cuối. Điểm đầu tức là bạn muốn nó nhạc chuông nó bắt đầu từ đâu luôn thì các bạn chọn vào đây. Chọn vào đây này. Đấy, ở đây thì mình chọn bất kỳ đi. Mình cũng đang không nghe. Ở đây điểm cuối thì các bạn chọn đến hết bài cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Sau đó các bạn ấn vào đây. Đó, xong các bạn chọn tên giúp mình. Nhạc chuông mình cho dễ này. Các bạn ấn import do device. Các bạn ấn import vào điện thoại của các bạn. Các bạn ấn import vào điện thoại của các bạn này. Đó. Nó đã báo thành công. Để mình vào một điện thoại mình kiểm tra thử nhá. Các bạn vào phần nhạc chuông này, âm thanh này, nhạc chuông này. Ở đây các bạn sẽ thấy hiển thị nó vừa có hai cái bài mình vừa import vào. Ở đây là bài full bài này. Đấy, nó sẽ có nhạc từ đầu. Còn ở đây là bài nhạc chuông mình vừa cắt. Đó đúng không? Mình cắt đúng đoạn điệp khúc luôn. Và phần thứ ba thì mình có thể hướng dẫn, mình thấy cũng là khá là quan trọng. Đấy là ví dụ như các bạn thường có những file ghi âm, thì các bạn có thể vào phần file này, các bạn ấn vào phần record này. Các bạn copy hết tất cả những file ghi âm ra máy tính của các bạn. Cái phần bao auto này nó rất nhiều tính năng để liên kết giữa máy tính và iPhone của các bạn. Vừa rồi thì mình đã làm video một vài cái thủ thuật để sử dụng bao auto. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì hay là cần hỗ trợ gì thì mình có thể comment ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.